Tú Linh xin kính chào quý vị. Hôm nay Nhạc Lá Bồ Đề trở lại với quý vị với câu chuyện tựa là Ly Sữa, chuyện do Võ Thiện Toàn sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Biết cho đi và giúp đỡ người khác, có thể điều bạn cho đi chỉ là một điều rất nhỏ bé, nhưng đối với người khác, nó có thể lại là điều giúp họ cải biến cả cuộc đời. Người xưa dạy, con người sống phải tích đức, hành thiện, quả là rất sâu sắc. Nhà văn Aesop nói rằng, sự tử tế dù nhỏ như thế nào, không bao giờ là lãng phí. Bạn sẽ hiểu rõ hơn điều đó qua câu chuyện có thực dưới đây. Nơi khu phố nọ, có một cậu bé 12 tuổi, nhà nghèo, mồ côi mẹ từ sớm, sống với một người cha, là một công nhân lao động, để có tiền học phí và phụ giúp cha nuôi hai đứa em. Cậu bé đã ngày ngày đạp xe đi giao hàng cho một ông chủ tiệm tạp hóa. Trưa hôm đó, sau khi hoàn tất công việc, cậu quay về nhà thì cảm thấy bụng đói cồn cào và khát nước. Cậu lục túi chỉ còn có mấy đồng tiền ít ỏi. Tận ngần một lúc, cậu liều ghé vào ngôi nhà phía trước để xin chút gì đó ăn cho đỡ đói. Nhưng cậu giật mình e ngại khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa. Hơi ngượng ngùng, thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Thiếu phụ trong cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn. Cậu chậm rãi nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi, "Con nợ cô bao nhiêu ạ?" "Cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô từng dạy rằng chúng ta không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt." Cậu bé cảm động đáp, "Vậy thì cháu cảm ơn cô nhiều lắm." Lúc này, cậu bé rời đi và cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Trong người, cậu tràn ngập niềm tin và sự mạnh mẽ. Nhiều năm sau, người phụ nữ bị bệnh nặng, các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn và nhờ các chuyên gia y khoa xem xét. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở. Một tia sáng lóe lên trong đầu ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của bà. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Từ hôm đó, Kelly đi lại thăm nom, chu đáo. Sau thời gian dài, căn bệnh của bà thuyên giảm và bình phục hoàn toàn. Trước ngày xuất viện, tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng tài chánh của bệnh viện chuyển cho ông hóa đơn viện phí của bà để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Nhận hóa đơn, người phụ nữ hồi hộp mở ra đọc. Bà chắc chắn rằng số tiền phải trả rất cao, có lẽ bà sẽ phải làm việc rất cực cả đời mới thanh toán hết. Ngỡ ngàng, bà đọc thấy bên lề hóa đơn một hàng chữ đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Hoover Kelly đã ký, nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim người phụ nữ thốt lên trong nước mắt. "Cảm ơn ông." Đây là câu chuyện có thật của Dr. Hoover Kelly, vị bác sĩ lỗi lạc đã sáng lập ra khoa ung thư tại trường đại học John Hopkins năm 1895. Câu chuyện này mang ý nghĩa của lòng bố thí vô úy, của một sự bố thí không mong sự đáp đền. Như lời Phật dạy, sự bố thí của mình sẽ còn đó, có thể được đền đáp trong đời này và cũng có thể sẽ trong đời sau. Người phụ nữ ngày xưa khi cho cậu bé ly sữa cũng chỉ bằng lòng thương hại và không nghĩ ngợi gì để được đền đáp cho mai sau. Nhưng quả đất tròn, rồi luật nhân quả cũng lặp lại để hơn 20 năm sau, người phụ nữ trong cơn bệnh ngặt nghèo, túng quẫn,
lại vô tình được cậu bé năm xưa trả ơn. Bạn thân mến, đâu đó vẫn có những hành động vô ơn, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Đừng quá bi quan về cuộc đời, vì vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu. Còn những thứ giá trị tuy nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh nhất định đem lại một giá trị rất lớn lao. Hãy quảng đại khi trao tặng và sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận. Có nhiều cách để cho đi trong cuộc sống tình cảm. Chân thành, nồng ấm sẽ được nhận lại tình cảm chân thành, nồng ấm. Những gì bạn gặp hôm nay là kết quả của những gì bạn làm hôm qua. Đó là một quy luật áp dụng cho tất cả mọi người, mọi sự vật. Một sự giúp đỡ chân thành như là bạn đã gieo xuống một hạt mầm của sự sống, tình yêu thương hay tha thứ. Rồi đến một ngày, bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi nhận lại những giá trị từ những hạt mầm bạn đã gieo. Hành vi tốt đẹp làm hôm nay sẽ giúp bạn ngày mai, hoặc giúp một người mà bạn yêu quý trong lúc ít ngờ tới nhất. Nếu không thấy ai trả ơn, thì ít nhất bạn cũng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Hãy biết cho đi và giúp đỡ người khác. Có thể điều bạn cho đi chỉ là một điều rất nhỏ bé, nhưng đối với người khác, nó có thể lại là điều giúp họ cải biến cả cuộc đời. Người xưa dạy con người sống phải tích đức, hành thiện. Quả là rất sâu sắc. Và sau tất cả những điều này, đó chính là cuộc sống. Hãy mở rộng trái tim với mọi người, vì một ngày mai bạn sẽ cần người khác mở rộng trái tim dành cho bạn. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.